Thưa quý vị, chính phủ Venezuela đã yêu cầu các nhân viên trong lĩnh vực công giảm làm việc ít nhất 2 ngày một tuần như là một biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng dầu mỏ tại quốc gia thành viên OPEC này. Tổng thống Nicolas Maduro đã cho hầu hết trong số 2,8 triệu nhân viên trong lĩnh vực công nghỉ việc thứ sáu trong thời gian tháng 4 và tháng 5 để cắt giảm tiêu thụ điện. Công nhân vẫn được trả lương cho những ngày nghỉ bởi đó là yêu cầu của chính phủ. Chính phủ cũng loại trừ các nhân viên làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm như là thực phẩm, trường học cũng phải đóng cửa vào mỗi thứ sáu. Nhiều ý kiến đã chỉ trích chính sách của ông Nicolas Maduro khi cho rằng điều này sẽ tác động trực tiếp đến năng suất quốc gia trong bối cảnh suy thoái và thiếu thốn thực phẩm. Phe đối lập cũng cho rằng hành động này không thể tiết kiệm điện được, bởi khi đó nhân viên sẽ về nhà bật các thiết bị khác. Hạn hán đã làm giảm mực nước tại đập Guri, khu vực cung cấp đến 2 phần 3 sản lượng điện quốc gia. Các quan chức cho rằng hiện tượng El Nino là nguyên nhân chính, nhưng cũng chỉ trích chính phủ về những chính sách đầu tư không hợp lý, nạn tham nhũng và các kế hoạch đa dạng hóa năng lượng kém hiệu quả.